Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Chim Xinh Channel. Và ngày hôm nay, chị Chim Xinh sẽ chơi quyển sách Thủ công dựng hình thời trang. Ở mặt sau là trọn bộ 10 cuốn nè. Và quyển sách ngày hôm nay có chủ đề là Tín đồ thời trang. Hãy cùng chị Chim Xinh lướt qua những cái trang sách mà chúng ta sắp chơi nhé. Ở bên trong quyển sách này sẽ có rất là nhiều những cái bộ quần áo. Kèm theo đó là một mô hình búp bê bằng giấy nằm ở cuối. Các em sẽ bắt đầu chơi bằng cách gỡ ra nè. Và đây là những cái lỗ, các em sẽ gắn những cái bộ quần áo vào trong những cái lỗ đó. Để có thể dựng hình mô hình Barbie đứng lên, các em hãy nhìn có chữ A, chữ E, chữ D ở đây. Thì các em sẽ gắn chữ A và chữ D vào với nhau nè. Đó, A vào A và D vào D. Tiếp theo chữ B vào chữ B và chữ E vào chữ E. Chữ C vào chữ C. Vậy là các em đã có một mô hình búp bê Barbie dựng đứng rồi. Không quá khó để chúng ta có thể làm đúng không? Đến với trang đầu tiên. Trang đầu tiên có chủ đề là lộng lẫy và xinh xắn. Hãy từ từ gỡ những cái bộ quần áo cũng như là phụ kiện của búp bê Barbie ra. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt gắn lên cho búp bê. Túi xách nè. Đây là giày bốt màu tím. Áo khoác màu đen và có lông. Đầm xếp lý. Áo thun tay dài. Quần sọt. Và áo thun sát nách màu trắng. Đây chị sẽ tạo hình theo giống Barbie đây. Ở trong quyển sách này, trang đầu và trang cuối sẽ có hình ảnh của các nàng Barbie sau khi mà đã mặc đồ xong. Các em có thể dựa vào đó để chúng ta sẽ mặc đồ cho búp bê Barbie giống như vậy. Hoặc là các em có thể sáng tạo ra những bộ trang phục bằng cách phối lại theo ý thích của mình nha. Wow, rất dễ thương ha. Giờ chị sẽ mang giày nè. Cuối cùng là túi xách. Yeah! Rất xinh và rất năng động, quần sọt, áo thun. Hãy bình chọn cho nàng búp bê số 1 nhé. Tiếp theo là hình ảnh của nàng Barbie sẽ cầm một chiếc ván trượt. Mặc áo thun đỏ, tay dài. Kết hợp với áo khoác ngoài màu đen lửng và có phần lông ở cổ áo. Kèm theo đó là một cái chân váy xếp ly màu đen. Búp bê Barbie sẽ cầm một chiếc ván trượt rất là năng động như thế này. Nếu các em thấy kiểu số 2 này đẹp, hãy bình chọn cho Barbie nhé. Giờ sẽ đến với trang thủ công dựng hình số 2. Lộng lẫy và xinh xắn. Với những chiếc váy đầm dạ hội và những chiếc váy đầm rất là nữ tính. Lấp lánh, rực rỡ và nổi bật. Chúng ta sẽ cùng biến hóa nào. Đầu tiên thì chị Chim Xinh sẽ cho búp bê mặc một chiếc váy đầm màu hồng, kết hợp với áo khoác da màu đen ở ngoài rất là sành điệu. Và một đôi giày cao gót. Wow, búp bê rất xinh phải không các em yêu?
giờ sẽ là một chiếc đầm dạ hội màu hồng rất là rực rỡ. Và chiếc đầm này sẽ kết hợp với một đôi giày cao gót khác. Chính vì vậy chị Chim Sinh sẽ lấy thêm một đôi giày cao gót ở trang khác. Thay cả tóc cho búp bê nữa nè. Barbie quá xinh đẹp luôn. Ở chiếc đầm này Barbie sẽ đi dự tiệc và gặp chàng hoàng tử của mình. Hãy bình chọn cho bộ đồ này nhé. Đến với trang dựng hình thủ công tiếp theo có chủ đề là hồng sành điệu. Trong trang này, các em sẽ thấy chúng ta có rất là nhiều những phụ kiện, quần áo, giày dép và đều có màu hồng rất là ngọt ngào. Bộ nào cũng rất là xinh phải không các em yêu? Trong quá trình chị Chim Sinh chơi thay đồ cho búp bê Barbie trong quyển sách thủ công dựng hình thời trang này, các bạn nhỏ hãy cho chị Chim Sinh ý kiến ở bên dưới video nhé. Đây là tập 1, chúng ta sẽ còn rất là nhiều những tập về sau nữa. Wow, rất là nhiều màu hồng luôn. Đầu tiên là cài tóc cho búp bê nè. Giờ sẽ mặc một chiếc váy đầm. Váy đầm màu hồng kết hợp với áo khoác ngoài là len. Có thêm một chú mèo xinh xắn đi kèm. Barbie của chúng ta trông rất là ngọt ngào và đáng yêu phải không các em? Wow, một bộ váy đầm hồng hai tầng và có thắt lưng trái tim, giày cao gót màu bạc và túi xách màu hồng, vừa sành điệu thời trang vừa vô cùng quyến rũ và dễ thương. Hãy bình chọn cho bộ đồ này của Barbie nhé. Tiếp theo, trang thủ công dựng hình này cũng là tông màu hồng ngọt ngào. Kèm theo đó sẽ kết hợp thêm với một số phụ kiện khác nữa. Wow, quá xinh. Rồi giờ sẽ bắt đầu mặc quần áo cho Barbie nè. Đầu tiên là một đôi giày màu đen, cao gót màu đen kết hợp với một chiếc váy đầm dài. Phần trên váy màu hồng và phần áo ở trên là xách nách. Có cài một cái nơ ở cổ. Đổi kiểu tóc khác cho búp bê Barbie luôn. Khá là xinh phải không các em yêu? Quyến rũ dịu dàng. Phong cách tiếp theo là một đôi giày cao gót màu hồng mặc kèm với một chiếc đầm. Đây là một dạng đầm giống như đầm ba lê vậy đó. Phồng xòe, vừa tinh nghịch trẻ trung rất năng động. Búp bê Barbie mặc bộ này trông cực kỳ là trẻ luôn mà vẫn rất là xinh. Giờ là phong cách tiểu thư sang chảnh nè. Một đôi giày bít đầu màu hồng kết hợp với chân váy cùng màu, chân váy xòe nha, và chiếc áo cách điệu ở ngay phần cổ. Búp bê Barbie của chúng ta đang cầm một cái giỏ có chú cún cưng ở trong nữa. Trang thủ công dựng hình tiếp theo, tông màu tím kết hợp với tông màu hồng, vừa ngọt ngào nhưng mà vẫn không kém phần lãng mạn đâu nhé các em. Mặc những bộ đồ này lên thì búp bê Barbie sẽ rất là lộng lẫy và xinh xắn.
Wow, chiếc chân váy này đẹp quá. À, bạn nhỏ nào muốn mua cái bộ thủ công dựng hình thời trang như thế này, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Một chiếc váy đầm màu tím quyến rũ lắm nè. Chân váy tùng xòe kết hợp với túi xách màu bạc. Wow, vừa sang trọng vừa quyến rũ luôn. Khoác thêm nhẹ một cái áo khoác ngoài nữa. Đây là dạ áo khoác lửng nhé. Tiếp theo, chiếc chanh váy mà chị Chim Sinh rất là thích luôn. Chiếc chanh váy mà từ đầu khi mà mở sách chị Chim Sinh đã thấy rồi. Nó rất là đẹp luôn á. Phong cách rất là lạ. Có bạn nhỏ nào có ý kiến giống chị Chim Sinh không nè? Cầm thêm một chiếc túi xách nữa. Wow, cực kỳ thời trang và sành điệu luôn. Đây là chiếc đôi giày bốt màu hồng mà chị đã gỡ ra lúc đầu, nhưng mãi về sau này mới thể sử dụng được. Chân váy màu tím đơn giản đi cùng với áo khoác ngoài màu đen và áo thun vàng ở phía trong. Bộ đồ này rất là hợp để đi dạo và hoặc là đi cà phê với bạn bè luôn á. Đây, trang thủ công dựng hình cuối cùng, có chủ đề trẻ trung và năng động. Trong trang này các em sẽ thấy chúng ta có những đôi giày hay là những bộ quần áo với những sắc màu rất là trẻ ha. Quần jean nè, quần jean lửng, quần jean dài, mắt kiếng vàng, giày cao gót màu vàng, đầm màu hồng với những họa tiết cổ điển, áo xếp ly và lật vai. Những bộ đồ này hướng tới phong cách rất là trẻ trung luôn. Giờ chị sẽ bắt đầu mặc kiểu này cho búp bê nè. Quần jean màu bạc. Hồi nãy chị Chim Sinh xẻ vội quá cho nên là nó bị rách một chút xíu ở phía giày. Kết hợp với áo thun đen lật vai và có một cái nơ. Đeo vòng tay cho búp bê nè. Dắt chú cún đi chơi nha. Quá xinh phải không các em? Cái bộ thủ công dựng hình thời trang như thế này, khi mà các em chơi xong, chúng ta hãy cất vào bịch hoặc cất vào hộp. Lần sau các em vẫn có thể chơi đi chơi lại được rất là nhiều lần. Giày bata kết hợp với một chiếc đầm màu hồng, trẻ trung và năng động ghê luôn. Bộ đồ tiếp theo nè, quần jean lửng trên đầu gối kết hợp với áo thun màu tím và có đeo những sợi dây chuyền lấp lánh cùng một đôi giày cao gót màu vàng. Các bạn nhỏ ơi, ai muốn mua bộ đồ chơi này có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để các em sẽ nhận được thông báo mỗi khi mà chị Chim Sinh có video mới. Nhớ ủng hộ chị Chim Sinh để chị sẽ tiếp tục ra tập 2 của thủ công dựng hình thời trang Barbie cho các bạn nhỏ coi nhé. Đây là bộ đồ cuối cùng trong quyển sách ngày hôm nay rồi. Áo thun trắng kết hợp với chân váy xếp ly và một cái khăn choàng. Chị Chim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu của chị nhé. Hẹn gặp lại các em trong video sau.